lắc lư à. Biết hái cái trái đó cho bằng được hả? Cái gì vậy? Cái đó gọi là cái thảo. Cái đó gọi là khoảnh khắc á, biết không? Khoảnh khắc á. Kéo qua là xuống rồi. Đây nè, Tí nè, hái cho bằng nè, Tí nè. Nè, ở trên đầu con nè. Ở trên đầu con nè. Đó. Con lật đi, nè. Đây nè. Đó, cho con hái một trái đó. Hái đi. Ừ, đó, bằng to kìa. Thả xuống đây, tao nhận rớt. Thả con hộp đi. Ừ. Nguyên dùm già luôn kìa. Còn cái già không á.